và không có quần, ở bên trong cực kỳ mịn và nhẹ, từ 10 tới 15 tuổi. Đây là khi mà mình mặc lên ha. Có thêm một cái túi nữa, túi này thì có màu camo. Trên xuống dưới chỉ có một chiếc áo duy nhất, thì chỉ có duy nhất một màu, đó chính là màu xanh. Chào anh em đã quay trở lại với channel của Sài Gòn Maker. Trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em top 6 dòng áo mưa có nón đến từ thương hiệu của GV. Theo thứ tự ở đây thì mình có thể giới thiệu cho các bạn. Mẫu đầu tiên đó là GG01. Đây là một chiếc áo màu đen, có nón và không có quần. Đây là cái mã áo hoàn toàn mới đến từ thương hiệu GV. Và nó chỉ có là một lớp duy nhất, vải bên trong cực kỳ mịn và nhẹ. Cái này phù hợp cho anh em nào mà chỉ muốn mặc áo mà không thích mặc quần, thì đây chính là chiếc áo rất là phù hợp cho anh em. Và chất lượng cực kỳ tốt, khả năng chống chịu mưa của nó lên tới 8000 waterproof. Loại áo thứ hai thì mình sẽ giới thiệu cho anh em, đó chính là chiếc áo dành cho trẻ em hoặc là những người nào mà có size nhỏ, size dành cho những bạn mà từ 10 tới 15 tuổi. Thì cái dòng này có nón. Thì cái mẫu này là mẫu độc quyền của thương hiệu GV. Nó là màu xanh và màu đỏ, có nón. Mẫu thứ ba mình muốn giới thiệu cho anh em đó là mẫu GRA01, phiên bản có nón, có đủ quần và áo. Thì phiên bản này á, là vải siêu mỏng và siêu nhẹ. Lớp vải của nó là vải ripstop và có một phần lưới bên trong. Rồi, đây là khi mà mình mặc lên ha. Cái phần nón thì các bạn có thể trùm lên như thế này nè. Các bạn có thể là dán lại. Còn nếu mà các bạn không có nhu cầu sử dụng ở phía sau nón thì nó có cái phần gập lại á. Rồi sau đó các bạn quấn lại. Đây cũng được xem là một trong những bộ áo mưa là cao cấp nhất của hãng. Hai cái này các bạn dán lại luôn. Phía bên trong thì nó sẽ có thêm một cái túi nữa. Túi này thì các bạn có thể để những cái vật dụng nhỏ, để đồ, phụ kiện, điện thoại. Ở đây thì nó sẽ có hai lớp, đó là lớp dây kéo và lớp khóa gài. Là nó sẽ có cái phần kẽ xù mình đóng lại khi mà mình chạy. Có phản quang ở đây, hai màu đen và màu vàng. Quần thì cũng tương tự vậy. Ở dưới đấy thì nó sẽ có cái phần dán lại cho nó bó cái phần chân lại ha. Cái mẫu áo tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho anh em đó chính là Cam01. Bộ này thì có màu camo, một quần và một áo và nó có nón. Chúng ta có thể gấp gọn lại như thế này nè. Rồi sau đó các bạn nhét vào trong này. Nó giống như nó thiết kế ra cho bạn một cái lỗ. Rồi sau đó bạn nhét áo vào trong. Sau đó bạn mặc một cách bình thường nha. Chân của bộ này đó là siêu dày nha. Trọng lượng của nó có thể được xem là một trong những bộ mà là nặng nhất và dày nhất á. Cho nên nếu mà các bạn mà xác định là đi đường xa hoặc là tìm kiếm một cái bộ áo mưa mà có khả năng kích lượng tốt, chống chịu mưa được lâu dài, thì các bạn có thể chọn cái bộ Cam01 này cũng rất là ok. Ok, đây là khi mà mình sẽ mặc lên nè. Thì cái nón của mình nó sẽ như này. Và bộ này nó cũng có hỗ trợ cho mình thêm một cái túi ở phần giữa luôn. Các bạn có thể để rất là nhiều đồ phía bên trong. Bộ này cũng có khả năng chống chịu nước lên tới 10.000 waterproof, bởi vì cái chất liệu vải của nó rất là dày. Sau này các bạn kéo ra, bạn sẽ nhìn thấy cái túi, gỡ ra. Rồi đây, bạn để đồ vào trong này. Để đồ này ha. Phía bên trong thì vẫn là sử dụng lưới. Thì ở dưới đây thì nó sẽ có thêm cái phần rút, bạn rút nó lại, bó nó lại hai bên. Bộ này thì nó có 3 màu, đó là màu xanh rêu, màu đỏ và màu vàng. Thì mình sẽ để các hình ở phía bên trên để có gì các bạn tham khảo thử. Bởi vì mình đã làm một cái video rất là kỹ về cái dòng áo mưa chung suit. Có nghĩa là mặc từ trên xuống dưới chỉ có một chiếc áo duy nhất. Nó che xuống dưới luôn nhưng mà nó không che hết chân. Đó, thì cái bộ này là mình đã có sẵn 3 màu và nó có hai phiên bản nam và nữ. Thì nam và nữ thì nó khác nhau là bởi một cái dây ở phía giữa. Rồi, các bạn có gì tham khảo hình ở phía trên nha. Và cái mẫu áo cuối cùng đó chính là mẫu EAS01 dành cho nữ. Bộ này thì chỉ có duy nhất một màu, đó chính là màu xám. Và nó có hai phần, đó là quần và áo. Quần thì nó sẽ giống như một chiếc váy. Áo thì nó sẽ có một cái nón ở phía trên như thế này nè. Rồi, nó sẽ có hai cái phần túi để các bạn có thể kéo ra và bỏ những cái đồ linh tinh. Và bộ này là chỉ dành cho nữ thôi, chứ không dành cho nam nha. Ok, thì ở đây thì mình vừa giới thiệu cho các bạn là 6 mẫu áo mưa GV có nón đang bán rất là chạy trên thị trường. Thì các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chất lượng áo mưa hoặc là thông số kỹ thuật thì các bạn có thể inbox ở phía bên dưới. Còn bây giờ mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.